Xin chào các bạn, đây là con Xperia Ad chính hãng vừa có hàng tại Mai Nguyên. Thì đây là đợt hàng đầu tiên thì khách hàng mua sản phẩm Xperia Ad tại Mai Nguyên sẽ được tặng những cái sản phẩm sau: loa X Mini version 1.1, thẻ nhớ Samsung 16GB và một cái bao da cao cấp làm bằng thủ công có khắc logo của Sony Ericsson Xperia. Đây là Xperia Ad. Phụ kiện gồm có cáp HDMI. Cáp này có một đầu là micro HDMI và HDMI. Ở đây có logo của Sony Ericsson. Đây là cáp micro USB. Cũng có logo của Sony Ericsson. Sạc. Pin với dung lượng là 1500 mAh. Tai nghe in-ear, tặng kèm một miếng dán màn hình, sách hướng dẫn sử dụng. Đây là Xperia Ad. Thì thiết kế đây là một thiết kế mới lạ nhất của Sony Ericsson, với hai đầu được làm to, ở phần giữa thì mỏng. Nhìn từ cạnh dọc bên hông này, chúng ta cảm giác giống như là một cái eo của một người phụ nữ. Thì Sony Ericsson tự hào đây là chiếc Android siêu mẫu của mình. Thì cái khoảng mỏng nhất của chiếc Ad là chỉ có 8.7 mm. Phía bên cạnh phải chúng ta thấy đây là cổng micro USB, nút điều chỉnh âm lượng. Đây là phím camera. Cạnh trái gồm có jack 3.5 ly. Cạnh dưới là microphone. Đây là móc khóa, móc dây. Cạnh trên là nút nguồn, đây là cổng HDMI. Ở đây phía mặt sau thì chúng ta thấy có logo của Sony Ericsson Xperia. Đây là còn một cái micro thứ hai dùng để đàm thoại chống ồn với lại quay phim. Thì thâu ở tiếng ở đây. Đây là camera 8 chấm hỗ trợ quay video chuẩn HD, đèn LED. Thì nắp sau được làm bằng nhựa dẻo. Đây là khe cắm SIM, khe cắm thẻ nhớ micro SD. Thì có một điều bất tiện là khe cắm thẻ nhớ rất là sát, cho nên là khi mà muốn lấy thẻ nhớ ra thì chúng ta bắt buộc phải tháo pin ra thì mới lấy được. Đây chúng ta thấy rõ là second mic. Sony Ericsson Xperia Ad sử dụng cái màn hình TFT rộng 3.7 inch.
Nhỏ 4.3 inch, xin lỗi. Sử dụng màn hình cảm ứng điện dung có hỗ trợ đa điểm. Thì mặt trước chúng ta thấy có 3 nút Back, Home và Menu. Thì đây là cái 3 nút. Sony Ericsson không sử dụng cái nút cảm ứng giống như là các sản phẩm khác, mà sử dụng 3 phím cứng. Ở trên đây là loa, đây là mấy cảm biến. Xperia Arc hỗ trợ tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác rất là nhiều. Đây là giao diện màn hình chính. Xperia sử dụng cái giao diện Timescape của mình. Thì đây chúng ta có nút Media, tin nhắn, menu, danh bạ và điện thoại. Đây là cái màn hình phụ. Đây là menu setting của Xperia Arc. Thì ngay ở trong cài đặt màn hình thì chúng ta thấy có một công nghệ Mobile Bravia Engine. Đây là một cái công nghệ thường thấy trong các dòng TV của Sony Ericsson, của dòng Sony. Xperia Arc sử dụng hệ điều hành phiên bản Android 2.3.2 với mã máy là LT15i. Ở trong cái màn hình giao diện menu thì chúng ta thấy có một cái mũi tên xuống, thì ở đây chúng ta sẽ có thể sắp xếp các tùy chỉnh, sắp xếp các tên của ứng dụng từ A tới Z, hoặc là những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất, hoặc là đã tải được gần nhất. Một cái giao diện đổi mới của Timescape dành cho Xperia Arc này, tức là những cái icon chúng ta có thể di chuyển trong cái menu này được. Đây là một cái phần mới của Sony Ericsson. Những cái dòng máy khác thì không được sử dụng cái, không được cái hỗ trợ chức năng này. Chúng ta thử kết nối wifi để duyệt web trên Xperia. Duyệt web tương đối nhanh. Chữ số trên web khi mà phóng to ra rất là nét. Đây
là cảm ứng đa điểm trên hạt rất là nhạy. Thì khác với những dòng sản phẩm khác sử dụng hệ điều hành Android có hỗ trợ cảm ứng đa điểm thì Xperia Arc vẫn giữ được hai cái nút cộng trừ để mà zoom. Thì đây là một cái điều rất là tiện dụng khi mà khách hàng sử dụng cảm ứng bằng một tay, thì chúng ta có thể dễ dàng zoom được cái trang web. Camera 8 chấm trên Xperia Arc. Thì ở đây chúng ta thấy có tùy chọn độ phân giải khác nhau, 80 với cái màn hình là 4.3 hoặc là 60 với 16.9. Chức năng chụp chạm, tự động hẹn giờ để chụp, flash, chức năng nhận diện cảnh bình thường hoặc là dò tìm nụ cười. Đây là những điểm mạnh của cái dòng Sony Ericsson. Màu sắc hiển thị trên Xperia Arc với công nghệ Xperia. Công nghệ Bravia Engine hiển thị rất là đẹp. Đây là giao diện nghe nhạc. Loa ngoài của Xperia Arc tương đối tốt. Nếu như chúng ta nghe rõ, muốn nghe rõ hơn thì chúng ta có thể sử dụng loa X-Mini được tặng kèm. Trong lẻ loi đơn côi cuộc đời.